Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình Tư Điểm Đầu Tư phát sóng đều vào ngày thứ ba hàng tuần. Hôm nay chúng ta sẽ đi theo một cái format mới. Tuấn sẽ tổng kết lại tất cả các câu chuyện mà trong 9 số vừa qua chúng ta đã nói đến, và câu chuyện nào sẽ là hấp dẫn trong thời gian tới thì cái vấn đề hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 3 câu chuyện lớn nhất trong giai đoạn 2021 và 2022. 3 câu chuyện đó là: một, đó là cái câu chuyện về siêu chu kỳ hàng hóa với đại diện là Hòa Phát và Đức Giang DGC. Thứ hai là câu chuyện về phục hồi kinh tế sau Covid, gồm có câu chuyện về nền kinh tế thế giới phục hồi và những mặt hàng xuất khẩu Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ đó. Và thứ hai đó là Việt Nam sẽ tăng chi tiêu đầu tư công để hỗ trợ nền kinh tế của mình tăng trưởng trở lại. Thế thì sẽ có một số cổ phiếu được hưởng lợi trong quá trình đó như Hòa Phát, Techcombank, MB, Thế Giới Động, PNJ, hay là câu chuyện về chuyển đổi số diễn ra trên toàn thế giới của FPT. Và câu chuyện thứ ba mà Tuấn muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là kỷ nguyên về xe điện. Ok, chúng ta sẽ đi từng câu chuyện một và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái câu chuyện nó sẽ hấp dẫn như thế nào. Thứ nhất là về siêu chu kỳ hàng hóa. Siêu chu kỳ hàng hóa là gì? Nó là một cái là thời điểm mà tất cả các giá hàng hóa nguyên vật liệu cơ bản đều tăng rất là mạnh mẽ. Thế giới chúng ta đã trải qua ba cái siêu chu kỳ rất là lớn. Hai chu kỳ. Chu kỳ thứ nhất là giai đoạn năm 1970, với cái đặc điểm của thời kỳ này là cái thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế giai đoạn năm 1960, với việc mở rộng cung tiền mạnh mẽ và chính sách tài khoá rất là mở rộng. Đó, thì khi mà cái kinh tế tăng trưởng thì cái nhu cầu về nguyên vật liệu cơ bản như kiểu sắt, thép, đồng vân vân tăng rất là mạnh, khiến cho cái giá thành nó tăng lên. Nhưng sau đó sau cái giai đoạn 1969 mà tăng trưởng rất là mẽ đó, thì có một lượng tiền rất dồi dào người ta chuyển sang đầu cơ. Chúng ta đã chứng kiến đầu cơ bất động sản Việt Nam giai đoạn 2010 đúng không ạ? Khi mà tiền rất là nhiều thì mọi người bắt đầu chuyển tiền đó mang đi đầu cơ, và ở trên thế giới người ta đầu cơ vào những nguyên vật liệu cơ bản. Thì chúng ta nhìn thấy trong cái bài biểu đồ này. Đây. Chúng ta nhìn trong biểu đồ này. Đây là thời điểm mà cái mức tăng rất là khủng khiếp, được không ạ? Tăng rất là mạnh mẽ. Đó. Sau giai đoạn đấy thì cái siêu chu kỳ thứ hai là giai đoạn mà năm 2000 đến năm 2009. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là từ cái giai đoạn từ 1970 cho đến 2009, lúc đó là chúng ta mất khoảng 10 năm đúng không ạ? 20 năm là giá nguyên vật liệu cơ bản luôn luôn ở mức thấp. Thì cái giai đoạn này cũng là giai đoạn mà sự phát triển của nhóm BRICS, trong đó đặc biệt là Trung Quốc, họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ và là đầu tàu kinh tế của thế giới luôn. Và sau giai đoạn đấy thì Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đúng không ạ? Và cái câu chuyện diễn ra cũng tương tự như năm 1970. Và bây giờ câu chuyện tiếp theo chúng ta đề cập đến là liệu có một siêu chu kỳ mới giai đoạn từ năm 2021 cho đến năm 2030 ví dụ vậy hay không, và Tuấn sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời. Thì đây là một cái biểu đồ mà khá là hay, quý vị có thể theo dõi thêm. Đó là so sánh giữa giá chứng khoán và giá của nguyên vật liệu cơ bản. Mọi người thấy là tại những thời điểm này, thời điểm vòng tròn đỏ đây, là những thời điểm mà giá chứng khoán, giá nguyên vật liệu cơ bản ở mức rất là cao so với giá chứng khoán. Và ngược lại, ở những vòng màu xanh này, tức là đáy, thì đâu đó hiện nay là giá chứng khoán, chúng ta đã nhìn thấy là giá chứng khoán Mỹ này, chứng khoán Việt Nam này đang bị lập đỉnh rất là cao, đúng không? Trong khi cái giá của nguyên vật liệu cơ bản đang ở mức rất là thấp. Đó, thì đây là một cái dấu hiệu đầu tiên. Thứ hai, đó là chúng ta nhận thấy rằng là giá commodity, tức là giá mà nguyên vật liệu cơ bản ấy, đã ở mức thấp liên tục trong 10 năm vừa qua, đúng không ạ? Thứ hai là thế giới đã in tiền rất là nhiều, và khi mà in tiền ấy, thì dần dần cái lượng tiền sẽ đổ vào rất nhiều các kênh tài sản, trong đó có hàng hóa. Và thứ ba nữa, nếu hai cái điều kiện đầu đó là giá commodity đã mức thấp trong 10 năm liên tục, và thứ hai là thế giới in tiền quá nhiều, đó mới chỉ là hai điều kiện cần. Còn một điều kiện đủ nữa để thực hiện, đó chính là việc go green rất là mạnh mẽ của Trung Quốc. Và tí nữa Tuấn sẽ nói lại cái câu chuyện go green qua câu chuyện xe điện, mà quý vị sẽ thấy rằng là
cái việc go green ở ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đang rất là mạnh mẽ, và trong đó Việt Nam mình thì câu chuyện đó đâu đó mới đang manh nha thôi, manh nha. Ok, thế thì chúng ta sẽ có những câu chuyện nào. Thứ nhất đó là nói đến Hòa Phát. Hòa Phát thì cái lợi thế của công ty này rất là vượt trội, là một doanh nghiệp có thị phần rất là lớn đúng không? Thứ hai nữa là nhà máy của họ sử dụng công nghệ rất là hiện đại, công suất rất là cao. Đó. Thứ ba nữa là cái lợi thế về cảng biển họ rất là khủng khiếp. Mọi người biết rằng là khi họ bắt đầu xây cái nhà máy ở khu Dung Quất thì cái cảng Dung Quất là cảng rất là lớn. Hàng của họ có thể chở đến được là cảng nước sâu họ rất là lớn, họ chở đến 170.000 DWT về tàu biển. Thì khi mà cái lượng hàng chuyển đến lớn như thế thì cái chi phí trên mỗi cái đơn vị nguyên vật liệu chuyển đi sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đó là một lợi thế cực kỳ lớn của Hòa Phát. Kể cả cái nhà máy ở Hưng Yên của họ, Hưng Yên Hải Dương đó, họ cũng có cái cầu cảng, 6 cái cảng rất là lớn, cảng sông thôi, nhưng mà sẽ giảm được cái chi phí vận chuyển. Mà mọi người biết rằng là thép là một nguyên liệu vật liệu thô, nặng, giá trị lại thấp. Chính vì vậy cái chi phí logistics là một thứ cực kỳ quan trọng trong cái ngành thép này, và Hòa Phát đã có được điều đấy. Rồi, ngoài ra thì Hòa Phát không chỉ có thế mạnh về thép mà còn những mảng kinh doanh khác của tập đoàn này đều rất là khủng khiếp, như nông nghiệp của họ chẳng hạn. Nông nghiệp của họ bây giờ cũng là một top 2, top 3 trong ngành đấy, rất là khủng khiếp luôn. Còn một điểm nữa Tuấn chưa viết ở đây, đó chính là cái thiên thời. Chúng ta đã có Nhân Hòa là lợi thế vượt trội đúng không ạ? Chúng ta có thiên thời, đó là Trung Quốc đang giảm, Trung Quốc đang go green mà, họ đang giảm cái lượng khí thải, giảm cái sự ô nhiễm môi trường tại các khu vực như Bắc Kinh hay những thành phố lớn. Chính vì vậy những ngành mà có độ ô nhiễm môi trường cao hơn sẽ được chuyển dịch sang các đất nước khác, trong đó có Việt Nam. Đó thì có thép là một trong những ngành đó, thì Hòa Phát hoàn toàn có thể có cơ hội để chiếm lĩnh cái mảng này mà Trung Quốc bỏ đi bỏ lại. Thế thì câu chuyện năm 2021 là gì? Câu chuyện năm 2021 là Hòa Phát có vị thế dẫn đầu với 8 triệu tấn thép năm 2021. Năm ngoái thì họ sản xuất đâu đó khoảng 5,1 triệu tấn, và sang năm nay họ sản xuất đâu có khoảng 8 triệu. Thì cái phần tăng thêm ấy chủ yếu là HRC, mà mọi người biết rằng là HRC cái nhu cầu đang lên rất là cao. Cái nhu cầu tại Việt Nam và nhu cầu trên thế giới luôn đang lên rất là cao. Đó. Thì cái biên lợi nhuận của họ sẽ cao hơn rất là nhiều. Rồi, đồng thời với nữa là họ dự kiến sẽ mở rộng tiếp cái công suất của Dung Quất 2 thêm 5 triệu tấn nữa, bắt đầu từ năm 2022, và Hòa Phát đang trên con đường để trở thành một công ty sản xuất thép hàng đầu thế giới. Hiện tại họ đang nằm trong top 50 rồi. Và nếu như với đà này của họ thì hoàn toàn họ bắt đầu hướng đến top 40 trong khoảng 2 năm nữa. Và đến năm 2021 này thì dự kiến tăng trưởng của họ lợi nhuận Tuấn ước tính tối thiểu đâu đó khoảng 22.700 tỷ, tức là đây là mức rất là thận trọng, và ở mức tốt hơn đâu đó khoảng 25.000 tỷ. Đó thì cái PE forward của năm 2021 với cái giá với 22.000 tỷ này thì đâu đó PE mới khoảng 8,5 lần, và hoàn toàn chưa hề là đắt đối với cả một cái doanh nghiệp mà thép hàng đầu Việt Nam. Chúng ta cần phải nhớ rằng là ở Việt Nam mình thì vẫn là đất nước mà thiên về bất động sản, các tỷ phú vẫn thiên về bất động sản và xây dựng. Chính vì vậy mà định giá của những ngành này vẫn được cao hơn so với cả các công ty khác ở trên thế giới. Rồi, ok, câu chuyện thứ hai, câu chuyện của Đức Giang cũng rất là hấp dẫn. Đó, như thiên thời Tuấn vừa nói đến, đó là Trung Quốc giảm sản xuất các ngành mà nguyên vật liệu mà kiểu gây ô nhiễm môi trường. Thì giai đoạn từ 2014 đến nay là Trung Quốc bắt đầu siết chặt dần cái việc xuất khẩu phốt pho vàng, và chính vì vậy cái thị phần của Việt Nam tăng đâu đó từ khoảng 15-20% bây giờ lên khoảng 40% trên toàn thế giới về xuất khẩu phốt pho vàng. Thì DGC lại là một doanh nghiệp lớn nhất trong ngành này. Cái công suất của họ đâu có khoảng 60.000 tấn và cao gấp 3 lần so với doanh nghiệp đứng thứ hai. Đó, và Đức Giang cũng là nước là công ty chiếm đến 46% công suất sản xuất phốt pho vàng toàn nước. Đấy, và đấy là những cái lợi thế rất lớn của DGC. Một cái điểm nữa là DGC họ rất là tập trung vào R&D, và họ phát triển ra những cái công nghệ mới, như kiểu họ đưa ra được khai trường 25 và khai thác được quặng apatit từ quặng cấp 3. Các công nghệ khác thì họ chỉ có duy nhất là một là quặng cấp 1, 2 quặng cấp 2, 3 là quặng cấp 3. Nhưng mà riêng cái dây chuyền của DGC phát triển ấy, họ có thể đưa bất kể loại quặng nào họ cũng ra được cái sản phẩm đầu ra đồng nhất.
Đó. Ngoài ra thì họ có rất nhiều các dự án nhỏ để làm giảm chi phí giá thành sản xuất, và họ cũng đang có dự định tăng công suất lên. Đấy thì DGC là một doanh nghiệp khá là mạnh và Tuấn tin rằng họ cũng bắt đầu sẽ chiếm được cái phần thị phần mà Trung Quốc bỏ lại. Kết quả kinh doanh 2021 của họ rất là khả quan với lợi nhuận sau thuế dự kiến là đạt khoảng 1.219 tỷ đồng, tăng trưởng đâu đó khoảng 40%. Và với giá tại 71.000 thì PE forward của họ đâu đó khoảng 8,6 lần mà thôi, chưa phải là đắt. Và nếu như chúng ta nhìn câu chuyện của DGC sẽ giống như Hòa Phát trở thành một công ty gọi là tầm khu vực, nó không phải tầm Việt Nam nữa mà sẽ thành tầm khu vực, thì cái định giá này của DGC hoàn toàn chưa hề đắt. Rồi, chúng ta đi qua câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về siêu chu kỳ hàng hóa Hòa Phát và DGC. Tiếp theo là câu chuyện phục hồi kinh tế sau Covid. Thì trong cái phần câu chuyện phục hồi kinh tế sau Covid này, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái cổ phiếu ở đây Tuấn nhắc lại, đó là công ty Hòa Phát. Mọi người nhìn đấy, phần 2 này của công ty Hòa Phát đây đó. Thì ở trong cái phần này, vì sao Hòa Phát cho đây, vì Hòa Phát là một công ty hưởng lợi cả hai cái, một là cái siêu chu kỳ hàng hóa phía trên và hai là cái chu kỳ phục hồi kinh tế sau Covid tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là một cái biểu đồ PMI của toàn thế giới và chúng ta nhìn thấy cái sự phục hồi đang rất là mạnh mẽ sau đại dịch, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến công ty đầu tiên, công ty PTB Phú Tài. Thì cái công ty này cũng có thiên thời đây là gì? Chính là cái việc kích thích kinh tế của các nước phát triển và là thị trường xuất khẩu gỗ chính của PTB. Doanh số bán nhà tại Mỹ họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn mà sau dịch. Chính vì vậy mà cái nhu cầu của gỗ nội thất của PTB đang lên rất là cao. Và vị thế doanh nghiệp này là gì? Đó là 100% gỗ nguyên liệu của họ đều đạt chứng nhận xuất xứ. Cái đạt chứng nhận xuất xứ này khiến cho việc mà kiện chống bán phá giá của Mỹ giúp cho PTB hoàn toàn có thể vượt qua rất là dễ dàng. Nó rất khác với các doanh nghiệp khác, quý vị ạ. Thứ hai nữa là họ có dự án mà mở rộng công suất gỗ chế biến gỗ liên tục 2021, 2022 này, và 2021 này thì vận hành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 lần lượt vào quý 2 và quý 3 đó. Và họ cái cách phát triển họ rất là bài bản. Thứ ba nữa là cái lợi thế của họ là cái trữ lượng lượng đá tự nhiên ấy lên đến là 53,5 triệu tấn và thời gian khai thác kéo dài đến tận năm 2030, 2040, tức là cái lợi thế của họ rất là lớn. Và động lực của năm nay là gì? Đó là thứ nhất là họ có nhà máy đá Thạch Anh giai đoạn 2 bắt đầu hoàn thành cuối 2021, và cái nhà máy Thạch Anh này nó sẽ bán ra thị trường Việt Nam, nhất là thị trường Việt Nam mình đang có phục hồi sau Covid. Thì còn đồng thời với đó là cái việc mà giấy phép xây nhà tại khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị tắc nghẽn thời gian qua, vừa mới khai mở trở lại cuối 2020. Thời gian xây nhà đâu đó mất khoảng 1 năm, thì khi mà cái nhà máy Thạch Anh này họ đi vào hoạt động đúng lúc thị trường bất động sản đi vào giai đoạn mà bàn giao, đúng không ạ, đi hoàn thiện, thì đó là lúc mà họ sẽ buôn được luôn, tức bán luôn được hàng. Đồng thời một cái nữa là họ dự kiến sẽ bàn giao dự án bất động sản Phú Tài Residence với lợi nhuận trước thuế năm nay dự kiến là 100 tỷ đồng đóng góp vào lợi nhuận. Chính vì thế nên họ có rất nhiều điểm thuận lợi. Đồng thời đó là mảng ô tô năm ngoái họ đâu đó lỗ khoảng mấy tỷ đấy, thì năm nay nhiều khả năng là với tình hình kinh tế bắt đầu hồi phục thì họ bắt đầu lại bán lại được ô tô. Như vậy họ có mảng gỗ này là tiếp tục xuất khẩu ở tại thị trường Mỹ rất là mạnh, mảng đá này, mảng bán ô tô này và mảng bất động sản đó. Kỳ vọng năm nay lợi nhuận sau thuế họ đạt được khoảng 500 tỷ và EPS đạt khoảng 10.800 đồng. Thì tại cái giá khoảng 83.000 này thì cái PE forward của họ đâu đó mới chỉ khoảng 77,6 lần mà thôi. Và cái tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn 2021 đến 2023 Tuấn cho rằng vẫn còn rất là hấp dẫn. Đó thì PTB là một thương vụ rất đáng xem xét. Rồi, tiếp theo là GMD. GMD thì trong cái buổi ngày càng biển gần đây nhất Tuấn cũng đã chia sẻ, đó là họ có cái thiên thời, đó là cái sự chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam từ Trung Quốc, tức là cái xu hướng gọi là Trung Quốc cộng một đấy. Và đồng thời với đó là cái hoàn thiện hạ tầng tại khu vực cái mép thị vải. Vị thế doanh nghiệp này đó là gì? Đó là họ có cái cảng Gemalink là một trong 19 cảng nước sâu nhất thế giới. Mọi người phải nhớ một từ là rất nhất thế giới luôn. Và cái công suất họ cái mớm tàu ấy có lên 16,5 mét và trọng tải lên khoảng 200.000 DVKT, nằm ngay cửa sông thị vải luôn.
đường cực kỳ thuận tiện. Và Diamond Link giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động từ tháng 1 2021, quy mô 1,5 triệu TEU và dự kiến rằng là họ sẽ tiếp tục nâng công suất lên. Đó, đồng thời một cái nữa là họ được sự hỗ trợ từ cổ đông lớn là CMA CGM, là công ty vận tải biển hàng đầu thế giới. Đó thì cái khiến cho lượng hàng về Diamond Link sẽ ổn hơn rất là nhiều. Và động lực tăng giá cổ phiếu năm nay họ sẽ đến từ, một là họ sẽ lấp đầy công suất của Diamond Link, đúng không ạ? Thứ hai nữa là sự hồi phục về kết quả kinh doanh sau năm 2020 bị hit rất là nặng. Thứ ba nữa là họ có thể thanh lý cái mảng cao su để tập trung vào mảng cảng biển và bất động sản. Thì khi mà làm như vậy thì tự nhiên họ sẽ có một khoản lợi nhuận rất là bất thường. Đó, thì trong cái trường hợp như thế thì kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm nay là khoảng 500 tỷ. Nếu như chúng ta chỉ nhìn định giá thôi thì sẽ thấy là DMF sẽ khá là đắt, đâu đó khoảng PE khoảng 22 lần. Tuy vậy thì DMF vẫn là một câu chuyện khá là hay bởi vì cái xuất nhập khẩu Việt Nam chiếm đến đâu đó khoảng 200% GDP và bây giờ đang lên khoảng 250% rồi. Và tương lai sẽ còn lên nữa khi mà Việt Nam trở thành một đất nước thay thế Trung Quốc trong cái chuỗi giá trị toàn cầu, thì DMF là một công ty khó mà có thể bỏ qua. Đó. Rồi, một câu chuyện nữa là câu chuyện về ACV, Tuấn cũng đã nói trong lần trước rồi, nhắc lại thôi. Đó là cái thiên thời của công ty này là gì? Là Việt Nam là công ty kinh tế tăng trưởng và có thể tiếp tục thu hút du lịch lớn. Cái việc tăng trưởng du lịch khách nước ngoài ở Việt Nam đó ở mức trên 20% giai đoạn 2015-2019. Chính vì vậy mà ACV sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Và thứ hai là cái số giờ bay trên đầu người tăng không chỉ ở Việt Nam đâu, ở trên toàn thế giới luôn. Vì cái giá máy bay ngày càng rẻ hơn. Đó, thì cái lượng cứ một lượt người đi qua cái cảng không của ACV là ACV sẽ được thu được tiền. Thì vì thế doanh nghiệp này đó gì, họ sở hữu độc quyền đến 22 sân bay ở Việt Nam. Và ACV cũng là chủ đầu tư của cảng hàng không quốc tế Long Thành, khởi công năm 2021 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ 2025. Rồi họ lại tiếp tục mở rộng cái nhà ga T3 Tân Sơn Nhất này, mở rộng nhà ga T2 của Nội Bài. Thì ACV càng ngày sẽ càng chiếm miếng bánh càng lớn hơn trong cái các cảng hàng không tại Việt Nam. Thì động lực tăng trưởng cổ phiếu trong giai đoạn 2021-2022 là gì? Tức là một đó là họ có thể niêm yết được HOSE, họ chuyển sang niêm yết từ Upcon sang HOSE, họ sẽ được vào rất nhiều rổ như kiểu VN Diamond hay VN30 vân vân, rất nhiều thứ. Nguyên nhân là bởi vì họ vừa mới được chính phủ đồng ý cho phép giao tàu khu bay, và điều đó làm loại trừ ý kiến kiểm toán và ACV hoàn toàn để gia nhập HOSE trong năm tới. Rồi tiêm phòng Covid giúp mở cửa trở lại từ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế thì đến năm 2022 kỳ vọng được 8.000 tỷ, thì PE lúc đó mới được khoảng 20 lần. Tức là tại thời điểm hiện tại thì ACV đang là hơi đắt, nhưng mà cái câu chuyện dài hạn của họ vẫn rất là hấp dẫn. Chính vì vậy ACV sẽ là phù hợp với những người nào mà chậm, chắc và rất là an toàn. Đó. Rồi, trong câu chuyện về phục hồi sau Covid, chúng ta đến câu chuyện thứ ba, đó là vốn đầu tư được thực hiện giải ngân rất là mạnh trong thời gian qua. Chúng ta biết rằng là thông thường để một nền kinh tế mà vừa bị khủng hoảng phục hồi trở lại thì họ cần những cú đấm thép. Cú đấm thép ở đây chính là chi tiêu công. Và trong chi tiêu công đó chúng ta đã có nói câu chuyện về Hòa Phát rồi, đúng không ạ? Và một câu chuyện khác nữa là khi mà GDP tăng trưởng trở lại thì đó là sự phát triển của ngành ngân hàng, sự phát triển của bán lẻ. Ở đây ngân hàng thì Tuấn có đề cập đến là Techcombank. Thì nó cũng có một cái thiên thời rất là lớn, đó là ngành ngân hàng Việt Nam có nhiều cơ hội do là đất nước mình vẫn đang có tăng trưởng GDP rất là cao. Chúng ta biết rằng là ở đất nước tăng trưởng GDP chậm như kiểu Mỹ chẳng hạn, thì những ngân hàng như kiểu Bank of America thì họ tăng trưởng rất là chậm. Nhưng mà Việt Nam mình tăng trưởng GDP đâu đó khoảng 7%, cộng thêm lạm phát khoảng 4% nữa là đâu đó khoảng 11% rồi. Đấy, thì chúng ta biết rằng là đâu đó nguyên khi cái thị trường này tăng trưởng khoảng 11% một cách rất tự nhiên, thì ngân hàng nó tăng trưởng 11% rồi. Và thứ hai nữa là xu hướng dịch chuyển từ nền tảng cho vay, tức là chỉ là nơi trung gian tài chính, chuyển sang một cái mới, đó là hệ sinh thái và quản lý tài chính tổng quát. Thì Techcombank đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái này. Thứ nhất đó là họ là một doanh nghiệp có văn hóa năng động, minh bạch, hướng tới chuyên nghiệp và hiệu quả là số 1. Hệ sinh thái của họ là hệ sinh thái có thể gọi là số 1 Việt Nam luôn, với ngân hàng mẹ tiên phong trong những dịch vụ mới.
rồi họ có CASA rất là thấp, họ là CASA số 1 Việt Nam luôn, tức là cái số lượng CASA họ là 46% và cái chi phí vốn của họ rất là thấp, thấp nhất Việt Nam. Chất lượng tài sản của họ cũng rất là tốt này, rồi tập khách hàng họ rất là chất lượng này, trẻ trung và có tính công nghệ rất là cao. Thế thì động lực của năm 2021 này thì tức là họ tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, bởi vì Techcombank là một ngân hàng mà cái tỷ lệ K an toàn vốn cao nhất trong hệ thống ngành ngân hàng. Chính vì vậy họ có thể tăng trưởng vượt trội hơn cái mức 11% rất là nhiều. Và dự kiến năm nay hay lợi nhuận 2021 của họ có thể đạt được khoảng là 15.500 tỷ đồng. Đấy là mức thận trọng đấy, chứ còn Tuấn nghĩ rằng là có thể mức cao hơn rất là nhiều. Ở đây chúng ta sẽ nói câu chuyện thận trọng hơn một chút. Và EPS đó khoảng 4,3 nghìn. Như vậy thì tại mức giá 42 nghìn thì PE forward của 2021 của họ mới khoảng chưa đến 10 lần và PB đâu đó khoảng 1,6 lần mà thôi. Tức là vẫn hoàn toàn chưa có gì là đắt cả. Rồi câu chuyện MB cũng tương tự thế, cái thiên thời của MB giống hệt như của Techcombank nên ở đây Tuấn không nhắc lại. Nhưng vị thế doanh nghiệp của họ, họ có gì? Họ có hệ sinh thái, họ có công ty chứng khoán này, MBS này, họ có MB Cap này, công ty quản lý quỹ này, họ có MB Sinsay, họ có bảo hiểm MIC, và họ có bảo hiểm MB Exit Life. Đó, CASA của họ thì cũng thấp thứ hai hệ thống sau Techcombank mà thôi, là khoảng 37%. Chất lượng tài sản họ rất là tốt, LLA tức là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng rất là cao, chất lượng tài sản cực kỳ tốt luôn. Và họ cũng ứng dụng công nghệ rất là mạnh mẽ. Thời buổi hiện nay của ngành ngân hàng đó là phải ứng dụng công nghệ. Và MB cũng là một ngân hàng rất là tiên phong trong việc đẩy mạnh cái quá trình này. Đầu lượt tăng giá năm 2021 của họ là gì? Tức là họ kỳ vọng đạt được lợi nhuận đâu đó khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30%, EPS đâu đó khoảng 3,9 nghìn. Thì cái PE forward này đâu đó chỉ có khoảng 7,8 lần và P trên B chỉ 1,4 lần thôi, rẻ hơn khá đáng kể với Techcombank đúng không ạ? Nhưng mà phù hợp với ngân hàng thứ hai. Đó, và kỳ vọng của Tuấn kỳ vọng rằng là MB sẽ được định giá lại khi mà họ trở nên năng động hơn như vậy và hiệu quả hơn trung bình ngành. Nói qua một chút là MB ngày xưa luôn luôn được gọi là một ngân hàng rất là nặng mông. Tuy vậy thì nó phụ thuộc vào cái hoạt động kinh doanh của MB tại thời điểm đấy, là họ hoạt động rất cực kỳ an toàn và thận trọng. Nhưng thời điểm hiện tại thì họ năng động hơn rất nhiều và phát triển rất là active, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng tài sản ở mức tốt. Đó, thì bây giờ MB đã cân bằng hơn ngày xưa rất là nhiều và đây là một cơ hội rất là tốt. Ok, một cơ hội nữa theo tăng trưởng GDP đó là thế giới động. Đó là cái thiên thời của ngành bán lẻ, đó là Việt Nam là ngành kinh tế trẻ và sức tiêu dùng rất là cao. Khi mà chúng ta già hơn thì cái chi tiêu của chúng ta sẽ thấp hơn rất nhiều và chúng ta đang ở một nền kinh tế có cái độ tuổi trung bình đâu đó khoảng 33 tuổi. Và khi 33 tuổi thì rõ ràng cái mức tiêu dùng của chúng ta vẫn rất là cao. Thông thường thì ngành bán lẻ khi mà cái độ tuổi nó vượt quá khoảng 37 tuổi, độ tuổi trung bình ấy, thì lúc đó cái đỉnh của tiêu dùng bắt đầu đi xuống. Và Tuấn cho rằng thời điểm đấy vẫn chưa đến. Đâu đó mấy nhìn từ 33 đến 37 là đâu đó chúng ta nhìn 4 năm nữa đúng không? Nhưng thực tế thì mỗi năm thì tăng trưởng tăng đâu đó khoảng 0,2, 0,3 điểm mà thôi, không quá lớn đâu. Tăng trưởng GDP thì vẫn tốt, đó, đúng không? Rồi vị thế của doanh nghiệp này là vị thế số 1 trong ngành bán lẻ Việt Nam. Chiếm 50% thị phần bán lẻ điện thoại di động, 40% thị phần bán lẻ điện máy. Rồi họ tiếp tục phát triển độ phủ đến 63 tỉnh thành Việt Nam. Và catalyst lớn nhất của thế giới động trong năm nay đó là gì? Đó chính là việc giảm lỗ của Bách Hóa Xanh. Hiện tại cái định giá của thế giới động đang bị thấp, chủ yếu bởi vì hầu hết các nhà đầu tư nghi ngờ về việc sự thành công của Bách Hóa Xanh, của bán lẻ hiện đại. Nhưng nếu như Bách Hóa Xanh năm nay họ giảm lỗ theo như họ có chia sẻ trong một cái buổi analyst meeting thì Tuấn tin rằng là định giá của thế giới động sẽ quay trở lại về mức hấp dẫn hơn. Đó, thì năm nay lợi nhuận của họ dự kiến đâu đó khoảng 5.400 tỷ. Và nó đến từ một là sự phục hồi tiêu dùng trong ICT, rồi chiếm lĩnh thị thêm thị phần điện máy, rồi sự phục hồi của thị trường bất động sản kéo theo nhu cầu điện máy, và đặc biệt là quý 4 năm nay. Như câu chuyện Tuấn vừa nói của PTB rồi của Thế Giới Động, đó là việc rất nhiều các dự án bất động sản ồ ạt triển khai trong giai đoạn cuối 2020 và đầu 2021 thì khiến cho việc mà bạn hoàn thiện nốt và sẽ vào cuối quý 4 năm 2021 này, và sang Thế Giới Động là có lẽ là chuyển sang từ đầu 2022, là nhu cầu điện máy rất là cao khi mà họ cần phải hoàn thiện nốt ngôi nhà của họ.
Đó. Thế thì EPS năm nay đâu đó chỉ khoảng 100 EPS forward năm nay đâu đó chỉ EPS là 11.300 này và PE forward năm nay đâu đó chỉ khoảng 12 lần mà thôi. Và Tuấn cho rằng cái mức của PE của Thế Giới Động thận trọng mức 15 lần thì giá mục tiêu Thế Giới Động đâu đó khoảng 170.000 đến 180.000. Đó. Cơ hội khá là hấp dẫn. Và thứ hai nữa là P&J. P&J thì họ có lợi thế rất là lớn, đó là một doanh nghiệp có quy mô vượt trội so với cả các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Hệ thống phân phối của họ rất là rộng, đội ngũ thiết kế rất giàu kinh nghiệm và chiếm 70% nghệ nhân vàng tại Việt Nam. Rồi rào cản gia nhập ngành rất là lớn, đúng không? Rồi nhà máy thứ hai tại Long Hậu của họ dự kiến hoạt động, đã hoạt động vào cuối năm vừa rồi rồi và công suất là 500.000 sản phẩm. Nhà máy số 1 của họ đâu khoảng 1,5 triệu thì phải. Đó, thì khiến cho năng lực sản xuất của P&J sẽ được tiếp tục được nâng cao. Và kỳ vọng năm 2021 này lợi nhuận của họ đâu đó khoảng 1.200 tỷ, tăng trưởng 12%. EPS đâu đó là khoảng 5,2 nghìn. PE forward đâu đó khoảng 17,8 lần. Thì P&J là một câu chuyện nó đắt hơn thì nó di động hơn một chút. Nhưng cái vì P&J đi lên từ sản xuất nữa, thành ra cái nền móng của họ sẽ vững chắc hơn Thế Giới Động. Và chính vì vậy việc tăng giá của họ Tuấn nghĩ rằng là solid, tức là sẽ đi rất là đều và chắc, đi theo cái câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp. Ok ạ. Rồi một câu chuyện nữa về sự phục hồi kinh tế, đó chính là chuyển đổi số. Thì chúng ta biết rằng là cái đồ thị này, chúng ta nhìn cái đồ thị này là chúng ta nhìn thấy là sau Covid có rất nhiều thứ đã thay đổi mãi mãi. Đó chính là việc tương tác của người tiêu dùng đối với công ty không phải thông qua online apply nữa, mà số rất nhiều người đã chuyển sang dùng online. Và theo cái nhu cầu đó thì rất nhiều công ty đã phải nâng cấp cái hệ thống của mình lên thành chuyển đổi số. Và đương nhiên rồi, nếu như nhìn chuyển đổi số, chúng ta có FPT và cái FPT đang hưởng lợi cả thiên thời cả nhân hòa luôn. Thiên thời của họ là gì? Là miếng bánh thị trường của cái mảng này đấy. Mảng công nghệ thông tin này đang rất lớn và họ đang mở rộng ra từng ngày luôn. Trong cái đó thì cái lợi thế của điện lợi của Việt Nam đó chính là cái nguồn nhân lực và chi phí nhân công của Việt Nam rất là rẻ so với thế giới, và đứng thứ 5 sau trong các những nước quốc gia gia công phần mềm theo cái bảng xếp hạng của IT Kini. Vị thế doanh nghiệp của họ thì nó là gì? Tức là họ có tăng trưởng, họ đã có nền tảng kinh doanh rất là vững chắc và tăng trưởng rất là đều đặn trong nhiều năm qua, đặc biệt là mảng xuất khẩu phần mềm. Rồi mảng dịch vụ viễn thông họ vẫn là rất là ổn định. Rồi mảng giáo dục của họ cũng tăng trưởng rất là mạnh do cái nhu cầu về công nghệ thông tin trên thế giới rất là cao. Chính vì vậy mà rất là nhiều người cũng đang muốn con em mình đi vào học vào cái chương trình của FPT. Đó. Thì động lực tăng giá năm 2021 này của họ là gì? Tức là cái lợi nhuận của họ đâu đó kỳ vọng đạt được khoảng 4.361 tỷ, tức tăng trưởng 22%. Và PE forward của họ năm 2021 mới chỉ khoảng 15 lần mà thôi. Và đối với cả FPT thì nếu như chúng ta nhìn forward ra một số các nước khác cũng ra công phần mềm như FPT, như kiểu Infosys này hay Tata này, thì cái PE của họ 25-27 lần. Và rõ ràng FPT PE mới có khoảng 15 lần thì Tuấn nghĩ rằng là rất là rẻ, đúng không ạ? Cơ hội còn rất là lớn. Rồi, như vậy chúng ta đã đi qua hai câu chuyện lớn. Một, đó là câu chuyện về siêu chu kỳ hàng hóa. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về phục hồi kinh tế sau Covid. Và bây giờ chúng ta sẽ đến kỷ nguyên xe điện. Tại mỗi thời điểm chúng ta sẽ gặt hái một vài cái cơ hội như kiểu siêu chu kỳ và phục hồi kinh tế. Nhưng chúng ta cần phải gieo mầm cho những câu chuyện tiếp theo. Và hôm nay tôi sẽ nói qua một chút về kỷ nguyên xe điện. Đây, xe điện chúng ta rất là hot với VIX, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn qua một vài con số này, đúng không ạ? Thứ nhất là 1/3 xe điện được dự đoán sẽ chiếm, tức là xe điện chiếm 1/3 cái số lượng xe chạy trên đường hiện nay. Rồi ở châu Âu 20% doanh số đã thuộc về xe điện rồi. Nếu như chúng ta nhìn phóng quốc sang Trung Quốc thì 60% lượng xe bán ra là thuộc về xe điện. Tương tự Ấn Độ nữa. Rồi ở Việt Nam mình, khi mà Vin dự kiến IPO, cái VinFast ấy dự kiến là quy mô khoảng 50 tỷ đô. Đó thì chúng ta thấy rằng là xe điện sẽ là một cái xu hướng mới của toàn bộ nền kinh tế. Và ở các nước thì xe điện nó đã trở thành một cái đâu đó nó lên cái cầm pin rồi. Nhưng
Nhưng Việt Nam mình mới ở cái tầm gọi là công ty nào xây dựng xe điện đầu tiên và Vin đang là người được chọn, đúng không ạ? Còn vì sao xe điện là xu hướng tương lai? Đó là một là bởi vì cái tính ô nhiễm không khí của xe xăng rất là cao. Thứ hai nữa là bây giờ có rất nhiều các án phạt dành cho xe chạy bằng xăng và dầu. Ví dụ như giá thành sản xuất bây giờ họ lên khoảng tăng thêm khoảng 10.000 euro trên xe ở tại châu Âu khi mà có yêu cầu mới về khí thải của EU. Rồi Trung Quốc cũng là một nước đi đầu trong sản xuất nhiên liệu sạch. Tiếp theo một cái nữa rất quan trọng đó là giá thành sản xuất pin. Đây, Tuấn mọi người có thể xem cái biểu đồ này. Biểu đồ mức giá sản xuất pin này. Nó giảm từ 1.100 đô về bây giờ chỉ còn khoảng 160 đô mà thôi. Tức là đã giảm đi mất khoảng 90%. Giảm 90% cái chi phí sản xuất. Đó ạ. Thì chính vì việc mà giảm chi phí sản xuất đó nên càng kích thích xe điện chạy lăn bánh trên thị trường nhiều hơn. Ok, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái trình sách thúc đẩy của các nước rất là mạnh mẽ như kiểu Mỹ này, Pháp này, Đức này, Trung Quốc này. Như ở Trung Quốc là miễn thuế bán từ giai đoạn 2014-2020 và có thể giai đoạn gia hạn tiếp. Rồi họ đã trợ giá thêm khoảng 9.530 đô, tương đương với 40-50% giá bán một chiếc xe điện. Chính vì thế cái động lực của họ họ là rất là mạnh mẽ để họ chuyển dịch sang dùng nhiên liệu bằng nhiên liệu điện. Rồi Việt Nam tương tự thế đúng không ạ? Việt Nam thì cái sở hữu của xe điện của Việt Nam vẫn còn rất là thấp. Đó, triển vọng rất là lớn. Và trong cứ 1.000 xe bán ra thì có đến trên 600 xe là bán ra tại thị trường Trung Quốc. Đó, đây chúng ta có thể nhìn cái biểu đồ này. Đây là cái sản lượng xe bán trên toàn thế giới. Và Trung Quốc đang đứng ở đây, đâu đó chiếm khoảng 60% cái tổng lượng xe bán trên toàn thế giới. Và Trung Quốc là một cái động lực quan trọng của kinh tế xanh. Chúng ta sẽ đến cái chuỗi giá trị của xe điện và chúng ta cơ hội sẽ nằm ở đâu. Thứ nhất đó là về năng lượng. Chúng ta biết rằng là khi mà xây dựng xe điện này thì nó sẽ có công nghệ sạc đúng không ạ? Pin này, sạc này. Thì có rất nhiều các công nghệ sạc, ví dụ như là công nghệ sạc khi mà xe buýt đi qua một cái điểm trung chuyển. Ví dụ đây là một điểm trung chuyển này. Đi qua điểm trung chuyển này cái thì lập tức là xe được sạc điện. Đấy là công nghệ thứ nhất. Công nghệ thứ hai là họ chạy trên đường, bon trên đường. Và vừa chạy trên đường xe vẫn được sạc điện từ cái đường đấy lên. Và công nghệ thứ ba đó là họ có những trạm sạc. Đây, trạm sạc chính là cái mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái biểu đồ này. Đây, họ sẽ chạm dừng ở những chỗ này để trạm sạc, chính là công nghệ thứ ba. Thì trong cái bối cảnh như thế thì cơ hội sẽ nằm ở đâu? Đây là một cái ảnh chụp ở trong buổi event của bên Masan và Tuấn có may mắn được nhận được cái bức ảnh này. Thì đó, những nguyên liệu chính để sản xuất một chiếc xe đó gồm gì? Đó là gồm gốm cao cấp này, rồi nó gồm tantan này là rất là hiếm gặp, rồi molyp thì cái này họ được sử dụng đi kèm với cả thép không gỉ này, gang này, rồi thép hợp kim vân vân, rất nhiều thứ, rồi nhôm, rồi đồng. Đó thì chúng ta nhận thấy rằng là câu hỏi là Việt Nam, những doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi trong cái chuỗi giá trị này? Và câu trả lời Tuấn sẽ để dành trong buổi tiếp theo. Và một số ý tưởng nữa là ví dụ như chúng ta sẽ nhìn thấy đồng này. Goldman Sachs, hôm trước chúng ta Tuấn có đọc một bài báo, Goldman Sachs có nói đến rằng là kim ngoại đồng sẽ là một cái dầu mỏ mới của kinh tế thế giới. Và nếu như chúng ta tìm được một công ty nào sở hữu một mỏ đồng ở đó, đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Và Tuấn lại đặt lại câu hỏi đến quý vị cùng suy nghĩ cùng với Tuấn rằng là doanh nghiệp nào sẽ đi đầu trong việc chuyển đổi xanh tại Việt Nam, và doanh nghiệp nào sẽ được có lợi thế trong cái việc mà cung cấp nguồn cho cái cung cấp nguồn và đồng trong cái chuyển đổi xanh này trên toàn thế giới, Trung Quốc và Việt Nam. Và đó, đấy sẽ là cái phần mà Tuấn sẽ đặt lại quý vị cho câu hỏi của quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau trong cái buổi chia sẻ tiêu điểm đầu tư tiếp theo. Và trước khi kết thúc thì Tuấn muốn chia sẻ với quý vị đó là tại một thời điểm tôi sẽ gieo một vài hạt mầm, gặt hái một vài thành quả, nhổ đi một vài cây dạ với chi phí giao dịch ít nhất. Câu này câu của Chris Davis. Thì ông này là một người Tuấn rất là thần tượng ông này. Ông này là một trong ba quỹ đầu tư đánh bại được S&P 500 trong vòng 20 năm. Và cũng là người được Warren Buffett, một trong những người hiếm hoi được Warren Buffett khen, trong bên cạnh những người như Peter Lynch và
Bên cạnh Peter Lynch thì ông này là một người được Warren Buffett khen, và Tuấn đã theo dõi, đọc theo triết lý của ông Chris Davis này. À, đây là một nhà đầu tư khá là hay, có rất nhiều các triết lý rất là hay mà người có thể tham khảo. Rồi, thế thì tổng kết lại hôm nay chúng ta có 3 câu chuyện. Một đó là siêu chu kỳ hàng hóa với đại diện là Hòa Phát và Đức Giang. Hai đó là phục hồi kinh tế sau Covid, thì gồm có là những công ty mà theo cái nền kinh tế của thế giới, gồm có VTB với gỗ, GMD đối với cả xuất nhập khẩu, ACV đối với cả việc du lịch quay trở lại. Rồi chúng ta có tăng trưởng tại Việt Nam, gồm có Thế Giới Động, Hòa Phát, rồi Techcombank, MB, PNJ, rồi câu chuyện về chuyển đổi số tại FPT, và có một câu chuyện Tuấn sẽ để ngỏ để buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến, đó là kỷ nguyên xe điện. Rồi, và đây là một cái giới thiệu một chút là quý vị đầu tư có thể lựa chọn các mã QR này để vào cộng đồng của bên VNDirect, gồm có đây là cộng đồng về đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững, mọi người có thể quét QR cái này ạ. Thứ hai nữa là cộng đồng về giao dịch chứng khoán, thì cộng đồng giao dịch chứng khoán sẽ thiên về việc rằng là hôm nay mua con gì bán con gì, nhưng đồng thời nó sẽ là cung cấp kiến thức về phân tích kỹ thuật để quý vị nhà đầu tư có thể sử dụng. Rồi, và đây là Facebook của Tuấn, nếu như ai có muốn hỏi thêm Tuấn về đầu tư thì mọi người có thể quét cái mã QR ở đây. Rất vui được gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại trong buổi tiếp theo.